Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Đây là những tựa game của Lego rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Bắp bè. Anh chàng này chạy đi rồi. Bây giờ mình sẽ đánh anh ta. Tiếp tục nào. Bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang một nhân vật, đó chính là Superman. Anh chàng này đi chơi con người mà anh ta không sợ gì cả. Chúng ta chạy luôn. Nghe thôi. Sẽ và mình sẽ bắt anh ta. So, ok và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Lego DC. Lego DC Superhero. Let's go. Let's go. Harley Quinn. Cô ta biến mất rồi. Wow. Phần này thì mình sẽ phải đi giải mã và mở những cánh cửa ra. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn. Đỏ, xanh, vàng và tím. Đỏ này. Đỏ, xanh lam. Vàng.
cuối cùng là tím. Let's go. Ok, và lần này thì mình phải đánh rồi. Let's go. Wow, tự nhiên ra ngoài đem gì? Chú vào trong thôi. Let's go. Đã mở cái cửa ra. Bây giờ mình lại trèo lên trên thôi. Tiếp tục đi xa. Không mở được rồi. Đi sâu trong đây xem có gì không. Anh chàng này biến mất luôn. Oh my god, đánh rồi. Wow. Đây là một chiếc chìa khóa, cắm ở đây thôi. Tiếp tục sử dụng. Rồi, phi. Phi cái gì đây? Chắc là vào đây rồi. Còn là cần gì, cần một cái gì nữa. Chắc là phải đừng ngồi rồi. Xem anh chàng này có làm được gì không. Cái này không làm được gì. Lại phải đồng người. Đó, chỉ một trong đây thôi. Nhưng mà nó bị lỗi hay kiểu gì rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Brown. Let's go, Brown. Ok, let's go. Custer, Heat Side, Black Show. Ở đây thì có 3 map, các bạn muốn chọn map nào thì chọn. Chọn Caster đi. Chọn anh chàng này. Ba. Team Queen Solo the team Classic King. Thank you.
Ồ, bị trói rồi. Chuyện này xong có đi ăn không? Ok. Rất là hay nhá. Mình sẽ lên đây xem còn đi ăn không. Rồi, đã hồi máu. Wow, anh ta bắn đau thật. Một chú ngựa. Sorry, thắng rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Lego Marvel. Let's go. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Mời chào tất cả mọi người.
time for some heavy metal. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Here Electric Rush. Let's go. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego City. Let's go. Hey you. Lên xe này thôi. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Lego Classic. Lego Jurassic. Ok.
Let's go baby. Tiếp tục nào. Cái này thì các bạn đang đợi loát. Ok, let's go. Cái này các bạn sẽ phải di chuyển trên tay. Nhìn thế nào. Làm phá cái này đi. Chẳng có được gì không. Tiếp tục. Sorry, there's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. You have to kickstart it with okay. your stun rod. By the way, whatever you do, don't try licking the ends of these things. Rồi, mình sẽ vào đây và sử dụng máy móc này. Tiếp tục ra sử dụng máy móc tiếp. Let's go. Ồ, đây sẽ tạo ra một chiếc cầu thang. Và các bạn có thể lên trên này. Trèo lên thôi. Cái này phải sử dụng anh chàng này rồi. Phá vào đây. Cái này như kiểu đi dò tim. On. Who tore up the cage trap? I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. Cái chơi tựa game này rất đơn giản thôi. Ở đây có một cái máy. Rồi các bạn hãy chuyển đổi. Sau đó thì sẽ phải vào sử dụng cái máy này. Sau mình sẽ phải bắn lên trên đây sao. Đúng rồi. Tiếp tục. Rồi. Bắt đầu nó cát thôi. Đó các bạn cứ thế chơi rồi tiếp tục. Ok và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Star Wars. Let's go baby. Lego Star Wars The Complete Saga. New game. Classic. Yes. Let's go. Chọn bừa một nhân vật đi. Chọn tổng an. Tiếp tục. Thank you.
phá đấy cái này. Các bạn khi đủ phun vạch này, các bạn coi như hoàn thành được Santa Juan luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong đây. Đi thu thập tất cả là 10 cái. Ok. Rất đơn giản thôi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.